Cuộc thi piano trẻ quốc tế Senway 2016 đã tìm ra cá nhân xuất sắc đại diện cho Việt Nam tham dự vòng chung kết khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Malaysia. Đó là Nguyễn Thế Vinh đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, quán quân bảng 2 11 đến 17 tuổi. Cuộc thi được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, là một lễ hội âm nhạc đỉnh cao dành cho các tài năng piano trẻ trên toàn thế giới.